Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài một tuần lễ tại Trung Quốc là cơ hội hút bạc cho giới làm du lịch nước này. Các điểm tham quan đầy nghẹt du khách, có nơi thu hút hơn 30.000 lượt tham quan một ngày. Mới 9 giờ mà Thiếu Lâm Tự đã có rất đông du khách, khác hẳn với không khí yên tĩnh và sự vắng vẻ thường ngày trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh. Ngày nào Thiếu Lâm Tự cũng đón gần 30.000 lượt du khách, các buổi biểu diễn kung fu, các hoạt động kỷ niệm diễn ra sôi nổi. Để đảm bảo đủ không gian cho khách đến tham quan, bãi đậu xe được cơi nới tối đa. Mọi diện tích trống đều được tận dụng để chứa gần 3.500 xe khách các loại. Lực lượng cảnh sát giao thông được huy động để điều tiết giao thông cũng như đảm bảo an ninh cho khu vực du lịch. Tại vườn quốc gia Trương Gia Giới cũng như vậy, bãi xe không còn chỗ trống, du khách chen chúc xếp hàng dài ngay cổng ra vào. Ở núi Nga Mi, ước tính chỉ trong một buổi sáng phải có hơn 25.000 du khách. Số lượng này được thống kê thông qua việc kiểm soát vé vào cổng. Chính quyền địa phương phải bổ sung gấp 5 lần bãi đậu xe mới tạm đủ chỗ. Rõ ràng kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài đến gần một tuần lễ là dịp để giới làm du lịch hốt bạc. Nhưng bên cạnh lợi ích kinh tế, vẫn còn nhiều điều gây bức xúc, mà một trong số đó chính là ý thức bảo vệ môi trường của người dân Trung Quốc. Tại quảng trường Thiên An Môn, người ta thống kê khách du lịch đã xả hơn 5.000 tấn rác ra quảng trường thay vì vứt vào các thùng rác để xung quanh.